Các bạn đang nghe truyện bắt đầu nạp tiền 1 tỷ trên kênh TV Audio CV. Chương 505, Bế quan trăm vạn năm. Bệ hà, đây là. Nhìn bàn đào viên trống rỗng, giao trì ngây ngốc. Thiên đế thu hết bàn đào rồi, cả đất lẫn gốc luôn. Đầu nàng trống không, cảm giác không phản ứng kịp. Không có việc gì, ngươi lại trồng thêm một đám bàn đào là được. Một phàm nở nụ cười, thu mấy ngàn gốc bàn đào, đều là bàn đào đời thứ nhất là một nhóm tốt nhất trừ tiên thiên bàn đào của giao trì có nhóm bàn đào này mình không sợ thiếu bàn đào ăn rồi còn chuyện thiên đình có bàn đào hay không thì không cần lo có giao trì ở đây tiếp tục trồng là được dù sao còn rất nhiều thời gian giao trì câm nín nhìn một phàm trong lòng dở khóc dở cười mình cực cực khổ khổ bận rộn thật vất vả được thiên đạo tán thành ban thưởng công đức hiện tại tốt rồi toàn bộ vườn bàn đào bị thu sạch trong lòng nàng có chút u oán ta không biết thiên đế tự tìm kẻ khác trồng đi giao trì giận dỗi để lại một câu rồi xoay người đi mất nhìn giao trì giận dỗi biến mất một phàm có chút buồn cười lắc đầu mấy chục vạn tuổi rồi mà còn giận dỗi như thế này này thiên hậu chờ một chút trẫm có chuyện muốn nói với ngươi một phàm lập tức đuổi theo hắn tới cạnh giao trì mỉm cười nói được rồi thiên hậu nương nương của trẫm đừng giận dỗi sau này bàn đào viên còn cần ngươi chăm sóc, làm phần thưởng cho các thành viên trong thiên đình. Có thể một vạn năm mở bàn đào thịnh yến một lần. Khen thưởng cho các tướng sĩ thiên đình có công. Một phàm lãi nhãi, giao trì càng nghe càng tức. Tự ngươi trồng đi. Giao trì thẹn quá hóa giận đáp lại một câu, xoay người cưỡi tiên quan biến mất. Hành động này là một phàm đứng sững sờ nhìn nàng biến mất, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Thôi, vẫn nên đi gặp chủ nhân ba tộc hắn lắc đầu vứt bỏ tạp niệm trong lòng quay về lăng tiêu điện vù mới vừa tới gần liền thấy ba bóng dáng đứng trong điện đúng là tổ long tổ kỳ lân thiên phượng có vẻ đã khôi phục hẳn tham kiến thiên đế cả ba nhìn thấy một phàm xuất hiện lập tức cung kính hành lễ sự tôn kính phát ra từ nội tâm không một chút chậm trễ thiên đế ở trong mắt cả ba đáng giá kính sợ bởi vì thiên đạo đều kiên kỵ thiên đế. Bọn họ có thể không kính sợ sao? Miễn lễ. Một phàm lạnh nhạt nói một câu rồi nâng tay lên, cả ba được một lực lượng nâng dậy, không cách nào phản kháng, trong lòng càng thêm kính sợ. Nói đi, có chuyện quan trọng sao? Hắn nhìn cả ba rồi mở miệng dò hỏi. Thật ra hắn biết chuyện gì rồi, nhưng thân là thiên đế vẫn phải ra vẻ một chút. Tổ Long dẫn đầu mở miệng, thiên đế bệ hạ, trên dưới long tộc nguyên nghe lệnh thiên đình ra sức vì bệ hạ trên dưới kỳ lân tộc nguyện ra sức vì bệ hạ tổ kỳ lân cũng tỏ thái độ thiên phượng tiến lên hành lễ một cách trang nhã bệ hạ toàn thể phượng tộc đều kính ngưỡng thiên đế nguyện góp sức cho ngài ta có một nữ nhi tên chu tước nguyện đưa vào thiên đình phụng dưỡng bệ hạ câu tiếp theo của thiên phượng làm sắc mặt tổ long tổ kỳ lân tái đi hai người trừng mắt nhìn thiên phượng ánh mắt như đang nói thiên phượng ngươi hay lắm dĩ nhiên muốn lấy lòng thiên đế như vậy âm thầm gạt hai chúng ta ra bệ hạ long tộc dâng lên ba ngàn trân bảo phái thanh long cường đại nhất trong tộc gia nhập thiên đình phụng dưỡng bệ hạ tổ long cũng dứt khoát trực tiếp dâng ba ngàn trân bảo rực rỡ muôn màu khiến kẻ nào nhìn cũng phải hoa mắt tổ kỳ lân buồn bực cuối cùng đứng ra nói bệ hạ kỳ lân tộc có một mặt kỳ lân tiên thiên dựng dục tiềm năng chỉ đứng sau ta ta sẽ mang lên thiên đình cống hiến cho bệ hạ. Nhìn ba tên này bỏ vốn gốc, một phàm cảm thấy quá dị, kẻ tặng lễ kẻ đưa tộc nhân. Chu tước, thanh long, mặt kỳ lân. Một phàm lầm bầm lầu bầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mặt kỳ lân trước kia, chẳng lẽ chính là gia hỏa đó. Còn chu tước, thanh long cũng rất tốt, là kẻ có thực lực, thiên phú tốt nhất trong long tộc cùng phượng tộc trước mắt. Thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ. Tứ đại thánh thú đã có hai rồi, còn thiếu Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Một phàm lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới lời này rơi vào trong tai Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, Thiên Phượng, tựa như sấm sét nổ vang. Sắc mặt cả ba thay đổi, kinh ngạc liếc nhau. Sao Thiên Đế bệ hạ biết có Bạch Hổ? Hình như Huyền Vũ ở chỗ sâu trong hỗn độn thiên hải. Cả ba người âm thầm giao lưu. Còn một phàm thì đang suy nghĩ. Có nên gom đủ tứ đại thánh thú để trấn thủ bốn phía Thiên Đình hay không? Nếu gom đủ tứ đại thánh thú, phong chúng nó danh hào thánh thú, hợp ý thiên đạo, chẳng phải lại có thêm một mớ căn nguyên sao? Ba vị khanh gia có lòng. Một phàm hài lòng gật gật đầu, nói: "Thanh Long, Chu Tước có thể gia nhập Thiên Đình, trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi." Truyền lệnh trẫm, đưa Bạch Hổ, Huyền Vũ vào Thiên Đình, nếu trái lệnh, trực tiếp bắt về." Hắn ra lệnh một tiếng, Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, Thiên Phượng trợn mắt há hốc mồm, đây là muốn bức bách huyền vũ cùng Bạch Hổ gia nhập thiên đình nha. Cả ba người nhìn nhau cười khổ, thiên đế muốn bọn họ đi tìm Bạch Hổ cùng huyền vũ, hai tên thần ma siêu cấp. Tuân lệnh. Cả ba người đồng thời lĩnh mệnh, không dám bất mãn chút nào. Xem như đây là nhiệm vụ đầu tiên mà thiên đế giao cho, có lẽ để bọn họ đi gặp huyền vũ, Bạch Hổ sẽ tốt hơn. Chỉ cần gom đủ tứ đại thánh thú là có thể sắc phong, thiên đạo sẽ không keo kiệt bởi vì thúc đẩy thiên đạo hoàn thiện nên tự nhiên có thể nhận được chỗ tốt hiện tại một phàm chỉ toàn tâm toàn ý muốn tích góp đủ căn nguyên thiên đạo tiến hành thay máu lột xác bước vào con đường vô địch thật sự vì chuyện này mà một phàm cam tâm lăn lộn ở thời không này mấy trăm vạn năm cũng không tiếc lui ra đi một phàm xua xua tay chúng thần cáo lui tổ long tổ kỳ lân cùng thiên phượng đồng thời lui ra dâng lên thanh long cùng chu tước nhìn thanh long cùng chu tước trước mắt ánh mắt một phàm dần mà sáng lên dù thanh long hay chu tước đều kém tổ long thiên phượng rất xa nhưng tiềm lực không tầm thường tương lai có khả năng vượt qua tổ long cùng thiên phượng lui xuống đi ở thiên giới chăm chỉ tu hành không lâu nữa sẽ có chỗ cần các ngươi ra sức một phàm nhìn cả hai nhẹ giọng nói một câu tuân lệnh bệ hạ thanh long chu tước cung kính lui ra không dám lỗ mãn hút nào thấy hai vị lão tổ đều phải cung kính đối với thiên đế, cả hai nào dám có chút bất kính. Người đâu, tuyên, thiên hậu giao trì, tử vi, câu trần, chân võ, hậu thổ, hình thiên nhanh chóng tới gặp trẫm. Một phàm đột nhiên hạ mệnh lệnh triệu kiến thiên hậu, tứ phương đại đế, chiến thần hình thiên trở về ý kiến. Vừa ra lệnh, toàn bộ thiên giới sôi trào. Thiên đế triệu kiến cao tầng thiên đình, chắc chắn phát sinh chuyện lớn các tướng lĩnh thiên đình hưng phấn xoa tay chẳng lẽ sắp mở ra đại chiến thiên đế triệu kiến lúc này tứ phương đại đế đang chinh chiến bên ngoài đều thu được chiếu lệnh tất cả đều kinh ngạc khó hiểu cả chiến thần hình thiên cũng sửng sốt đây là lần đầu tiên triệu kiến tất cả bọn họ tuy rằng khó hiểu nhưng mấy người vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thiên đình chuyện này tự nhiên không thể gạt được các thế lực khác bọn họ sôi nổi tìm hiểu tình hình trong thiên đình thiên đế triệu kiến các nhân vật quan trọng. Vèo vèo. Không bao lâu, bốn vị đại đế tử vi, câu trần, chân võ, hậu thổ nối tiếp nhau trở về, đứng trước lăng tiêu điện. Hình thiên cũng nhanh chóng về tới, dừng bên cạnh bốn vị đại đế, cả đám gật đầu chào hỏi nhau. Hình thiên, ngươi biết thiên đế triệu kiến chúng ta vì chuyện gì không? Hậu thổ mở miệng hỏi một câu. Hình thiên gãi gãi đầu, không biết, ta cũng không biết chuyện gì, có lẽ lại mở ra đại chiến đừng suy đoán nhanh đi ít kiến bệ hạ thôi tử vi nói xong dẫn đầu đi vào lăng tiêu điện những vị khác thấy vậy sôi nổi đuổi theo chỉ có thể chờ thiên đế giải đáp thắc mắc tham kiến bệ hạ bọn họ vừa tiến đến liền hành lễ với thiên đế chí cao vô thượng đang ngồi trên bảo tọa thiên hậu giao trì ngồi ngay ngắn bên cạnh thiên đế trong điện chỉ có thiên đế thiên hậu cùng bọn họ miễn lễ Giọng một phàm bình đạm, tràn ngập uy nghiêm, không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Hắn nhìn lướt qua đại những bóng dáng dưới điện, cảm thấy hài lòng, những vị này xem như tồn tại hàng đầu thiên đình. Triệu các ngươi trở về là bởi vì trẫm có một chuyện muốn tuyên bố. Sau khi im lặng một lúc, một phàm mới từ từ mở miệng. Hắn chậm rãi nói, "Trẫm quyết định bắt đầu bế quan tìm hiểu thiên đạo, tất cả sự vụ trong ngoài thiên đình giao cho thiên hậu giao trì quyết định." đây là thiên đế lệnh thiên đế kiếm thấy lệnh như thấy trẫm đế kiếm có thể trảm hết thảy phản nghịch nếu có kẻ vi phạm thiên đạo tất tru oanh vừa dứt lời thiên đạo cảm ứng giáng xuống dị tượng đây là thiên đạo thừa nhận lời thiên đế nói sắc mặt đám tử vi chân võ hậu thổ hình thiên đều thay đổi cẩn tuân ngự lệnh bọn họ không chút do dự quỳ một gối sắc mặt giao trì thay đổi vội vàng khuyên Bệ hạ, không thể không thể, chuyện thiên đình, nữ tắc như ta không thể trộn lẫn. Không sao. Một phàm xua xua tay cắt ngang lời nàng, mở miệng nói, sự vụ lớn nhỏ do ngươi tới trù tính, tọa trấn lăng tiêu điện, chiến sự bên ngoài ngươi cứ giao cho tứ đế cùng chiến thần hình thiên, không cần hỏi đến. Thấy một phàm kiên quyết như thế, giao trì bất đắc dĩ, trong lòng không muốn tham dự vào, đây chính là quyền hành của thiên đế, nàng không muốn vượt qua nhưng không có biện pháp nào một phàm quyết tâm giao thiên đế lệnh cùng thiên đế kiếm cho nàng để nàng tọa trấn lăng tiêu điện xử lý sự vụ thiên giới lời trẫm nói các ngươi đã rõ rồi chứ một phàm đảo mắt nhìn lướt qua cả đám chúng thần chắc chắn dùng toàn lực hiệp trợ thiên hậu nương nương bình định tam giới chư thiên tử vi chân võ câu trần hậu thổ hình thiên đồng thời tuyên thệ không chút qua loa thiên đạo đã thừa nhận quyết định của thiên đế ai dám sằng bậy, thiên đế chưa ra tay thì thiên đạo đã mạt sát kẻ đó rồi. Rất tốt, vậy trẫm yên tâm bế quan ngộ đạo. Một phàm vui mừng gật gật đầu, thiên đình đã hoàn thiện, không còn nhiều chuyện cần hắn tự giải quyết. Kế tiếp nên bế quan tu luyện, tăng thực lực lên một đỉnh cao mới. Trẫm tuyên bố, từ bây giờ bắt đầu bế quan ngộ đạo trăm vạn năm. Thiên đình liền dựa vào chư vị. Oanh! Nói xong, bóng dáng một phàm lóe lên chui vào hoàng một lỗ thủng tràn ngập ánh sáng biến mất thiên đế đã bế quan đông thiên yêu đình trong yêu hoàng cung thiên đế bế quan trăm vạn năm yêu hoàng đế tuấn nghe tin tức này đầu tiên là vui vẻ tiếp theo trong lòng nghiêm nghị hình như nghĩ tới chuyện gì đó yêu hoàng bệ hạ thiên đế bế quan có nên nhân cơ hội này tiến công thiên đình hay không lúc này một tên yêu thần bước ra không hề cố kỵ mà đề nghị. Đây là cùng kỳ, là một trong tứ đại yêu thần của yêu đình, địa vị chỉ ở sau yêu sư côn bằng. Yêu sư có kiến nghị gì sao? Đế Tuấn im lặng một lúc lâu rồi dò hỏi yêu sư côn bằng. Côn bằng nghe xong trong lòng thầm mắng, kiến nghị cái rắm, lão tử đang hối hận vì theo ngươi gia nhập yêu đình, nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng. Yêu hoàng các hạ, bổn tọa cảm thấy lần này thiên đế cao điệu tuyên bố bế quan, chắc chắn có chuyện mờ ám. Hai mắt côn bằng lóe sáng, nói ra cách nhìn của mình. Hắn nói, thiên đế là vô thượng thần linh đại biểu chính thống của thiên đạo, sáng lập thiên giới, sáng lập thiên đình, được thiên đạo tán thành. Lần này chắc chắn là muốn hấp dẫn yêu hoàng các hạ xuất hiện, từ đó đánh tan yêu đình. Lời giải thích này khiến sắc mặt các yêu thần, yêu thánh thay đổi. Cả đế tuấn cũng không nhịn được mà nheo mắt, hồi tưởng lại quá trình tranh đấu với thiên đế, trong lòng hắn càng cảm thấy cử động này của Thiên đế có mờ ám. Yêu sư nói rất đúng. Đế Tuấn vui vẻ gật đầu, tán đồng cách nói này. Hắn hừ lạnh nói, Thiên đế xảo trá, hung ác, tàn bạo, dưới sự thống trị của hắn, chúng sinh vạn linh khổ không thể nói, Đông Thiên Yêu Đình chắc chắn sẽ thay thế được Thiên Đình, trở thành đại biểu chính thống của Thiên đạo. Yêu tộc ta chắc chắn quân Lâm Chư Thiên, vạn linh cúi đầu. Đế Tuấn nói rất khí phách dõng dạc hùng hồn nhưng một ít yêu thần yêu thánh đều nghĩ thầm trong lòng tâm tư phức tạp cả yêu sư công bằng cũng âm thầm trận trắng mắt thiên đế tàn bạo như thế nào nói tới tàn bạo thì đế tuấn ngươi khủng bố hơn nhiều đã giết bao nhiêu kẻ phản kháng rồi còn chưa đề cập tới chuyện ngươi giết thái nhất nuốt bản thể của hắn thậm chí cướp lấy vị trí đông hoàng chiếm đoạt đạo lữ truyền lệnh xuống canh phòng nghiêm ngặt giám thị mọi động tĩnh của thiên đình đế tuấn truyền đạt mệnh lệnh một đám yêu thần yêu thánh lĩnh mệnh thối lui yêu sư côn bằng cũng rời yêu hoàng điện quay trở về côn bằng cung thiên đế bổn hoàng nhất định thay thế được vị trí của ngươi hai mắt đế tuấn lập lòe hung quan đằng đằng sát khí hắn nói xong đứng dậy đi sâu vào yêu hoàng cung nơi đó có một nữ thần đang đứng lễ loi ngơ ngác xuất thần đây là hy cùng nàng vốn là đạo lữ của thái nhất hiện lại thuộc về đế tuấn mỗi khi nàng nhớ tới Thái Nhất liền không nhịn được mà rơi lệ. Thi cùng, ta tới thăm ngươi. Nàng đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe tiếng đế tuấn truyền đến, lập tức gạt nước mắt, khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Bệ hạ. Thi cùng xoay người thi lễ. Đế tuấn lập tức tiến lên đỡ, không cần đa lễ, giữa chúng ta không cần khách sáo, huống hồ ngươi đã mang thai, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Đây là căn nguyên Thái Dương mà ta tinh luyện từ hỗn độn thiên hải, Người dùng có thể gia tăng thân thể cùng tinh khí thần, an tâm dưỡng thai. Nói rồi Đế Tuấn lấy ra một cổ căn nguyên do hắn tinh tuyện từ một ít hành tinh cổ xưa trong hỗn độn thiên hải. Để có được lượng căn nguyên thế này, phải hủy diệt ít nhất mấy ngàn nguyên thể của hành tinh cổ xưa, tương đương với bóp chết mấy ngàn hành tinh. Khi cùng đang mang thai, có thể cảm nhận rõ một đám sinh mệnh nhỏ đang ngoan cường trưởng thành trong cái bụng căng tròn của nàng. Vì hài tử của mình, Đế Tuấn đã hao phí vô số tài nguyên có thể nói là vô cùng quan tâm nha. Đa tạ bệ hạ. Khi cùng lạnh nhạt nói lời cảm tạ. Đế Tuấn trò chuyện một hồi rồi xoay người rời đi. Sau khi nhìn hắn rời đi, vẻ mặt Hi cùng trở nên lạnh hơn, trong mắt lộ vẻ thù hận, tràn ngập sát ý. Nhưng nghĩ đến hài tử trong bụng, vẻ mặt nàng liền trở nên hiền hòa, trong mắt có chút phức tạp. Đế Tuấn, ta nên hận ngươi sao? Hi cùng lẩm bẩm tự nói. Vù đột nhiên, một bóng dáng thước tha lặng yên hiện lên. Hi cùng giật mình, nhẹ giọng nói, muội muội, sao ngươi lại tới đây, nếu không có việc gì thì đừng tới nơi này, về sau cũng đừng tới. Người tới đúng là muội muội của Hy Cùng, thường Nga, nàng nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Ban đầu nàng phản đối tỷ tỷ với Thái Nhất, hiện tại tốt rồi, Thái Nhất bị đế tuấn giết chết, tỷ tỷ cũng bị đế tuấn đoạt lấy. Tỷ tỷ, Nguyệt Nga yên lặng nhìn Hy Cùng. Hi cùng lại lạnh lùng nói, ngươi đi đi, đừng để đế tuấn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt, nếu gặp được phiền toái thì liền đi thiên đình đi. Tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Thường Nga chần chờ một chút, cuối cùng xoay người biến mất. Nhìn muội muội rời khỏi, Hi cùng thở dài. Bên phía Tây Thiên, Phật quan đầy trời, Phật âm mênh mông cuồn cuộn. Nơi này có 800 triệu Phật đà, chính là Tây Thiên tịnh thổ, phía trên 800 triệu chư Phật, có một cổ Phật duy nhất ngồi ở vị trí tối cao. Hắn chính là cổ Phật sáng lập Tây Thiên, siêu cấp thần ma. Thiên đế bế quan, chắc chắn có gì đó mờ ám. Cổ Phật lẩm bẩm tự nói, lòng bàn tay hội tụ vô lượng Phật quang, bên trong hiện lên một loạt hình ảnh. Đối với thiên đế, từ trước đến nay cổ Phật đều cực kỳ cảnh giác, không dám đơn độc đối mặt với vị thiên đế kia, vì hắn thật sự quá cường đại, quá khủng bố rất nhiều lần hắn suýt bị chém rơi Phật quả. Cho nên khi vừa nghe thiên đế bế quan trăm vạn năm, phản ứng đầu tiên chính là có vấn đề. Thậm chí hoài nghi đây là âm mưu của thiên đế, chính là hấp dẫn thủ lĩnh các thế lực ra ngoài, sau đó nhân cơ hội chém giết từng tên. Thiên đế, cổ Phật lẩm bẩm, đột nhiên hạ lệnh, truyền Phật lệnh của ta, chư Phật tăng cường trấn thủ Tây Thiên, phòng bị thiên đình xâm phạm. Cẩn tuân Phật lệnh hàng tỷ chư phật đồng thời lĩnh mệnh một đám thành kính súng bái cùng tính đối với cổ phật cùng lúc đó thượng đế ở thiên đường cũng thu được tin tức nghe thấy tin tức này ánh mắt thượng đế lập lòe ánh sáng thiên đế bế quan đúng lúc cướp lại tất cả lãnh thổ đã bị đoạt thượng đế vừa nghe vốn dĩ không tin nhưng vừa thấy tứ phương đại đế và cả chiến thần hình thiên đều trở về thiên đình hiển nhiên đây là sự thật thiên đế bế quan kế tiếp sẽ không có động tác lớn chỉ cần mình tiến hành thật nhanh là có thể đoạt lại những nơi đã mất thậm chí có khả năng nuốt rớt một phần lãnh thổ của thiên đình nhưng cơ hội liên hợp với mấy thế lực lớn khác cùng nhau cướp đoạt thiên đình người đâu phái người liên hệ chúng thần chi vương phái người đi tây thiên nói cho bọn họ bản đế sắp tiến công thiên đình nói xong hai mắt thượng đế lóe sáng nỉ non bản đế muốn đích thân đi yêu đình một chuyến thương nghị cùng yêu hoàng đế tuấn liên thủ tiêu diệt thiên đình đúng lúc thiên đế đi vắng sức uy hiếp của thiên đình đã giảm rất nhiều tự nhiên có thể nhân cơ hội ý tưởng rất tốt nhưng thượng đế có thể thành công sao vù lúc này thượng đế ngáng lên rời khỏi thiên đường một đường lặng yên đi tới yêu đình muốn bí mật bàn bạc với đế tuấn làm như thế nào để tiêu diệt thiên đình giết sạch chủ lực của thiên đình đây là cơ hội hiếm có vèo trong hư không hỗn độn thượng đế nhanh chóng xuyên qua sương mù dày đặc một đường lặng yên hướng tới đông thiên yêu đình nhưng vừa mới đi nửa đường còn chưa tới yêu đình thì đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an thượng đế lập tức dừng lại bắt đầu cảnh cảnh giác vẻ mặt khẩn trương nhìn quanh hắn đã nhận ra có chỗ không ổn có nguy hiểm đang tới gần không xong hình như trúng kế rồi sắc mặt thượng đế bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ông vừa muốn bỏ chạy thì lại cảm giác không gian, thời gian chung quanh lập tức ngưng động. Thượng đế hoảng hốt, cơ thể bộc phát thánh quang lộng lẫy, 18 đôi cánh đồng thời chấn động, tản ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Ai? Hắn hét lớn to, hơi thở đánh tan sương mù hỗn độn. Đáng tiếc, hư không đã bị giam cầm, ngoại trừ hắn còn đang cố gắng chống cự thì tất cả đều tĩnh lặng. Thượng đế, rốt cuộc ngươi cũng chui ra. Lúc này, trong hư không xám xịt truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, thượng đế biến sắc. "Thiên, Thiên đế." Thượng đế kinh hoảng kêu to. Hai mắt hắn trừng to, nhờ nờ hỗn độn tinh vân tan vỡ, từ bên trong có một bóng dáng chậm rãi đi ra, chung quanh có vô số hoa văn bao phủ. Đó là tiên thiên cấm chế, chậm rạp bao phủ cả khu vực. Phối hợp với thời gian ngưng động, lồng giam không gian giam cầm thượng đế Rầm. Ngay sau đó, từng sợi xiền xích kéo đến trói chặt Thượng Đế, hắn dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Đây là tấn công bất ngờ, một phàm đã sớm mai phục Thượng Đế. Một phàm thật sự muốn bế quan tu luyện, nhưng cũng muốn nhìn một chút xem có kẻ nào nhảy ra hay không. Không nghĩ tới mới vừa tuyên bố không lâu thì Thượng Đế đã vội vã muốn đi gặp Đế Tuấn, muốn thương lượng liên hợp đối phó Thiên Đình, kết quả gãy đúng chỗ ngứa. Thiên Đế đáng chết. Ngươi tính kế bản đế. Thượng đế giận dữ hét to, cánh không ngừng chấn động, các cao chống đỡ xiền xích rậm rạp. Một phàm khoác thiên đế bào, từng bước đi tới, hơi thở áp bách đáng sợ. Hắn giơ tay đánh ra từng luồng sáng xung quanh thượng đế. Thượng đế, hôm nay là ngày chết của ngươi. Giọng một phàm lạnh băng, đằng đằng sát khí. Vù. Vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện trước mặt thượng đế vung tay tung một quyền vào mặt đối phương. Quanh! Thánh quang bùng nổ, thượng đế tế ra một vật chặn nắm tay một phàm. Chỉ tiếp một quyền này quá cường đại, bảo vật bị một quyền đánh nát, hóa thành thánh quang sáng lạn tiêu tán. Tiệp thiên chỉ! Một quyền qua đi, một phàm thuận tay chọc tới, đâm thẳng vào giữa hai chân mày thượng đế. Phanh! Bị một ngón tay xỏ xuyên qua, đầu thượng đế nổ nứt, máu tươi cùng óc vẩy ra. Lực lượng cường đại làm linh hồn của hắn trọng thương. A, à, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể không đầu phát ra ánh sáng lộng lẫy, thượng đế thiêu đốt máu, trực tiếp bùng nổ. Một phàm lui về phía sau, lực lượng bùng nổ trước khi chết rất cường đại, ngay cả một phàm cũng bị đẩy ra ngoài. Tuy rằng không bị thương nhưng đã ở cách xa. Thượng đế nhân cơ hội khôi phục đầu, không có chết đi, 18 đôi cánh đồng thời sáng lên, đánh ra một cỗ lực lượng thần thánh cường đại. Thượng đế Vũ Trang, Thiên đạo thẩm phán. Thượng đế vừa khôi phục liền thi triển sát chiêu mạnh nhất, thánh quang đầy trời hội tụ thành một lực lượng thẩm phán đánh vào thân thể một phàm. Tiếng keng 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 truyền đến, thân thể một phàm phát ra tia lửa, không tổn hao gì hết. Dù trúng sát chiêu cường đại nhưng không có việc gì. Sao có thể? Thượng đế kinh ngạc xen lẫn tức giận, hét to, nhanh chóng lui về phía sau. Một phàm vung tay đánh ra Liệt Thiên Quyền cấm thuật cường đại khiến thiên địa đều rung rẩy, quy tắc đứt gãy. Một quyền cường đại đánh vỡ cả bầu trời. Oanh! Thượng đế học máu bay xa, ngực bị đánh thủng một lỗ, quyền ý cường đại thiếu chút đánh nổ thân thể hắn. Thượng đế lại bị trọng thương, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Không chỉ bị thiên đế mai phục, còn bị đối phương áp chế, một quyền một ngón tay đã làm hắn trọng thương, muốn chạy trốn cũng không được. Thời không chung quanh đã bị phong tỏa nếu không phải thượng đế đủ cường đại vận dụng lực lượng thiên đạo mà bản thân có để chống cự thì cũng đã đứng yên không thể nhúc nhích rồi dù như thế nhưng thượng đế vẫn cảm thấy nguy hiểm bao phủ trùng thượng đế con đường của ngươi chấm hết một phàm quát lạnh đạp nát không gian bóng dáng lóe lên tới gần thượng đế nắm tay ngưng tụ lực lượng hủy diệt cường đại nện tới chỉ nghe một tiếng ầm hư không vỡ vụn sương mù hỗn độn tán loạn nắm tay cường đại lại nện trúng thượng đế đánh hắn bay ra xa sự cường thế vô địch của một phàm làm thượng đế tuyệt vọng thiên đế cường đại vượt quá tưởng tượng loại tư thái vô địch này không kẻ nào cản nổi phanh 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 kế tiếp thế công của một phàm tựa như gió cuốn nắm tay chưởng ấn ngón tay nối nhau va vào cơ thể đối phương thượng đế liên tục bại lui khổ không thể tả hắn cố gắng chống đỡ ngưng tụ ánh sáng chống lại nhưng thế công của một phàm càng lúc càng cường đại, quyền trước nặng nề hơn quyền sau, thường có một ngón tay chọc thủng thân thể đối phương. Đáng tiếc thượng đế đều tránh được mặt sát linh hồn, nếu không thì đã sớm chết rồi. Phong thiên xích Thanh thiên chi nhãn Đột nhiên, một phàm thuấn di đến, từng sợi xiền xích xoắn tới, khóa chặt thượng đế. Nhân cơ hội này, một phàm mở ra một con mắt khủng bố, một luồng sáng lạnh băng bắn thẳng tới vị trí giữa hai chân mày thượng đế. Không, Thượng Đế hoảng sợ kêu to khi nhìn thấy luồng sáng bắn tới. Hắn biết lần này nguy to, luồng sáng này còn khủng bố hơn thiên đạo chi nhãn. Thượng Đế giãy dụa, ra sức phản kháng, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước. Phốc Đầu Thượng Đế bị ánh sáng xỏ xuyên qua, linh hồn bị đánh tan, hóa thành bụi năm phiêu tán. Thanh thiên chi nhãn cường đại, mạc sát hết thảy, bóp chết linh hồn Thượng Đế. Ánh mắt hắn dần dần ảm đạm, linh hồn bị đánh tan còn muốn hội tụ nhưng lại bị lực lượng của thanh thiên chi nhãn xóa sạch. Ý thức mất dần, thi thể nằm thẳng tắp, tản ra ánh sáng thần thánh cường đại. Thượng đế chết rồi. Quanh. Thiên đạo chấn động, quy tắc sôi trào không thôi. Thiên địa đột nhiên xuất hiện dị tượng khủng bố, trời giáng mưa máu, từng tiếng than khóc vang lên, giống như thông báo một tồn tại vô thượng đã ngã xuống. Thượng đế vẫn diệt, tạo nên quanh động cực lớn, thiên đạo than khóc. Tất cả thần ma đều run rẩy, Đồng Lạc nhìn về hư không hỗn độn, hình như đã nhận ra chuyện gì đó. Thượng đế ngã xuống sao? Trong yêu đình, đế tuấn kinh hải nhìn hư không mênh mông. Hắn bỗng nhiên có cảm giác bi thương tràn ngập trong lòng, biết là thượng đế đã ngã xuống. Vị thượng đế sáng lập thiên đường kia đã bị giết. Quả thực không thể tưởng tượng được, cường đại như thượng đế mà bị giết chết rồi, giờ khắc này, vô số thần ma đều run rẩy, sợ hãi là thiên đế. Tây thiên, vẻ mặt cổ Phật nghiêm trọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hai mắt hắn lóe Phật quang, nhìn thấu hư vô, thấy được cảnh tượng thượng đế ngã xuống, thi thể tràn ngập thánh quang, bị một bóng dáng đạp dưới chân. Đó chính là thiên đế, chân dẫm thi thể thượng đế, cao ngạo tuyệt thế, duy ngã độc tôn. A. À, thượng đế vẫn diệt. Chúng thần điện, chúng thần chi vương kinh hải nhìn về nơi này, thấy được thi thể th ẩn đế hắn bị sự cường đại của thiên đế trấn trụ, trong lòng có chút khủng hoảng. Đây là lần đầu thiên đế đánh chết bá chủ cùng đẳng cấp, thượng đế, chủ nhân thiên đường, dĩ nhiên lại bị giết chết, có thể tưởng tượng được thiên đế khủng bố đến mức nào. Thượng đế chết rồi, thiên đường có tan rã hay không? Ánh mắt chúng thần chi vương lập lòe, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Thượng đế đúng là đã bị giết rồi nhưng gia hỏa này không phải đơn độc, hắn chỉ là một bộ phận trong một thể phải biết rằng trước kia quan ám chi chủ phân liệt thành hai đại biểu quan minh là thượng đế đại biểu hắc ám là quỷ đế đây là chỗ cường đại của quan ám chi chủ tuy rằng một phàm giết chết thượng đế nhưng quỷ đế không chết nên thượng đế vẫn có thể dựa vào quỷ đế để sống lại thiên đế bổn tọa với ngươi không chết không thôi từ chỗ sâu trong địa ngục truyền đến một tiếng trích gào trong bóng tối một tia sáng thánh khiết xuất hiện dần dần ngưng thành thượng đế Thượng đế dĩ nhiên hồi sinh từ chỗ sâu trong địa ngục, cực hạn của hắc ám kính là quang minh, mà quang minh vĩnh hằng chính là hắc ám. Cả hai là hai thái cực nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Có lẽ khi thượng đế cùng quỷ đế hợp thành một sẽ tạo ra một thân thể cường đại hơn trước rất nhiều, thậm chí vượt qua quan ám chi thân. Thiên đế, thù này tất báo, bản đế thế bất lưỡng lập với ngươi. Sắc mặt hắn u ám, cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng nghẹn khuất, Thế mà bị Thiên đế chém giết. Cả thi thể cũng không thể thu về, rơi vào trong tay Thiên đế, tuyệt đối không có khả năng lấy lại. Hiện tại, bản thể Thượng đế bị chém giết, chỉ còn lại bản thể Quỷ đế, tuy rằng sống lại nhưng thực lực của Thượng đế suy giảm rất nhiều, muốn khôi phục đến trạng thái cũ cần phải tốn vô số năm tháng. Trận chiến này đánh Thượng đế rất khỏi thiên đường. Ẩn nấp, ghi nhớ món nợ này. Quỷ đế cùng Thượng đế đồng thời gật đầu lặng yên ẩn nấp. Oanh! Lúc này, thiên đường đột nhiên chấn động, thánh quan tràn ngập, các thiên sứ đột nhiên hội tụ về thiên đường. Chúng nó bị triệu hoán trở lại, từ bỏ vô số lãnh thổ, rút về thiên đường, cuối cùng thiên đường ẩn vào hư không, biến mất. Đây là chuẩn bị phía sau của Thượng Đế, trực tiếp ẩn giấu thiên đường, thậm chí cả địa ngục cùng quỷ đế cũng biến mất theo. Hai gia hỏa này ý thức được thiên đế rất đáng sợ, không thể cùng hắn tranh phong nên chỉ có thể ẩn nấp chờ đợi cơ hội báo thù thượng đế quỷ đế song vị nhất thể giết một tên cũng không thể giết chết hẳn một phàm đứng trong hư không chân dẫm thi thể thượng đế ánh mắt lập lòe tuy rằng giết chết thượng đế nhưng thật ra không giết chết triệt để bởi vì hắn biết thượng đế còn có một thân phận khác quỷ đế muốn tiêu diệt gia hỏa này cần phải đồng thời giết chết cả thượng đế cùng quỷ đế mới được nếu không thì chỉ cần một tên còn sống là có thể khôi phục. Đáng tiếc, chỉ dẫn ra thượng đế, đế tuấn, cổ Phật, quỷ đế, chúng thần chi vương đều không xuất hiện. Một phàm quét mắt nhìn hỗn độn mênh mông, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Chỉ giết được thượng đế, kế hoạch lần này chỉ dẫn ra một con cá lớn, còn lại đều co đầu rút cổ không dám chui ra. Một mình mà giết tới cửa thì sẽ không tìm thấy bọn họ, tất cả đều sẽ ẩn nấp, trở nên khôn khéo cảnh giác hơn rồi. Không có biện pháp, không khôn khéo, không cảnh giác đều sẽ nhận lấy kết cục thê thảm, nhìn Thượng Đế là biết, vừa mới ngoi đầu đã bị Thiên Đế phục kích chém giết. Thiên đường và địa ngục ẩn nấp rồi sao? Một phàm nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Thiên đường từ bỏ phần lớn lãnh thổ, trực tiếp ẩn nấp, đủ cẩn thận nha. Địa ngục cũng ẩn theo luôn là một phàm có chút câm nín, mới giết có một lần liền sợ như vậy rồi, thật sự làm kẻ khác thất vọng có nên đánh tới tây thiên không đây một phàm bắt đầu suy nghĩ nhìn về hướng tây thiên lộ vẻ trầm tư nhưng cảm thấy tạm thời không cần thiết uy hiếp lớn nhất trước mắt chính là đế tuấn đông thiên yêu đình giải quyết yêu đình xong rồi tính dù sao cổ phật tây thiên cũng đối kháng đế tuấn hai bên không hòa hợp phật với yêu khắc chế lẫn nhau n tất nhiên yêu tộc cũng chán ghét tây thiên như vậy phù hợp với ý muốn của một phàm hai bên không thể thật sự liên hợp mới có thể đánh bại từng bên nên giải quyết đế tuấn trước không giải quyết gia hỏa âm hiểm này thì luôn cảm thấy không yên ổn đế tuấn nguy hiểm hơn thái nhất rất nhiều thôi hẳn là các gia hỏa khác không dám ngoi đầu lên một phàm cười cười thu hồi thi thể thượng đế rồi xoay người biến mất hắn trở về thiên giới lần này thật sự bế quan tin tưởng rằng sau trận chiến lần này thế lực khắp nơi cùng một ít thần ma cường đại không dám vọng động nữa, ai biết thiên đế bế quan thật hay là giả. Kết cục của thượng đế cũng đủ hù dọa thần ma cùng các thế lực khác. Trong lúc nhất thời, uy thế của thiên đình tăng cao hơn, thiên ân minh mông cuồn cuộn, lực hiệu lệnh, uy hiếp chư thiên vạn linh cường đại hơn. Một phàm thật sự bế quan. Lần bế quan này sẽ là một quá trình dài dòng, bên ngoài có lời đồn, cách 10 vạn năm thì thiên đế sẽ tiến hành thay máu cùng lột xác một lần ngay thời điểm thiên đế bế quan có một vị nữ thần tuyệt thế xuất hiện dưới trụ trời dưới chân trụ trời có một vị nữ thần tuyệt thế nàng đứng ngơ ngác nhìn hư không trong mắt hiện lên từng sợi quy tắc vị nữ thần này có thân dưới là rắn toàn thân tản ra một cổ hơi thở sinh mệnh cường đại thiên đế sáng lập thiên đình bù đắp thiên đạo ma đế sáng tạo địa phủ bù đắp thiên đạo hai mắt nàng lập lòe lầm bầm lầu bầu giống như rơi vào khốn cảnh nào đó. Hơi thở của nàng vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua cả giao trì, huyền nữ, đế tuấn, cổ Phật cùng các tiên thiên thần ma khác, cảm giác sắp đột phá đến một cấp độ cường đại khó tưởng tượng. Nhưng lại bị chặn lại, không thể tiến thêm một bước, có gì đó đang hạn chế nàng, không cách nào đột phá. Đây là nguyên nhân khiến nàng đột nhiên xuất thế, vận mệnh chú định còn có chuyện gì đó cần nàng hoàn thành. Vũ trụ đảng sinh thần ma vạn tộc có thiên có địa nhưng vẫn luôn cảm thấy thiên địa thiếu sót. Nàng ơi vào mê mang, trong mắt có vô số quy tắc đang xen, hơi thở toàn thân sôi trào, muốn bước bình cảnh nhưng lại không cách nào tiến thêm, cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc thiếu thứ gì? Nữ thần mờ mịt. Vù. Đột nhiên có một bóng dáng mông lung lặng yên hiện lên, đứng bên cạnh nàng. Người này được sương mù bao vây, không thấy rõ hình dáng nhưng có thể xác định là nam vì sao ngươi mê man kẻ tới lạnh nhạt hỏi một câu nữ thần theo bản năng mở miệng trả lời vì sao thiên địa đầy đủ thần ma vạn tộc nhưng ta luôn cảm giác thiên địa thiếu hụt không được hoàn chỉnh bởi vì thiên địa thiếu sự bình thường bóng dáng trong sương mù nhẹ nhàng đáp lại nữ thần nghe song tâm thần chấn động có vẻ chợt hiểu ra điều gì nhưng lại không nắm bắt được nàng mờ mịt hỏi rốt cuộc có thêm thứ gì thì thiên địa mới hoàn chỉnh bóng dáng thần bí bên cạnh nhẹ nhàng nói, đại diễn 50, thiên diễn 49, thiếu một chỉ cần bổ sung thêm một thì thiên địa này liền hoàn chỉnh. Thiếu một Ánh mắt nữ thần sáng lên, vô số quy tắc ẩn hiện, như nắm bắt được gì đó. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa hiểu thiếu một là thiếu thứ gì. Nhìn thấy cảnh này, bóng dáng thần bí có chút bất đắc dĩ, nhìn vào hư không, giống như thấy được thiên đạo diễn hóa. Bóng dáng này mở miệng nói một câu, thiên có thiên đạo địa có địa phủ thiếu một chính là nhân do đại đạo sinh ra tiếng nhân vừa ra thiên địa nổ vang oanh thiên đạo phát ra cảnh báo không muốn hắn tiết lộ thiên cơ bóng dáng thần bí mỉm cười không thèm để ý còn nữ thần bên cạnh lại rơi vào trạng thái ngộ đạo thiên địa nhân tam tài cùng tồn tại mới có thể hoàn thiện thiếu một chính là nhân sao giọng nữ thần linh hoạt kỳ ảo mang theo cảm xúc vui sướng hiển nhiên là bắt giữ được dấu vết đại đạo thiếu một chính là thiếu nhưng chỉ cần nhân xuất hiện thì thiên địa vạn vật sẽ hoàn toàn đầy đủ lúc đó thiên đạo mới thật sự hoàn chỉnh cái gì là nhân nữ thần lại mê man nàng ngây ngốc nhìn hư không không nói một lời thậm chí không biết bên cạnh có một tồn tại thần bí bóng dáng thần bí lắc đầu khẽ thở dài nhưng thuận theo đại đạo bù đắp thiên đạo có tiên thiên đạo thể, nhân đứng đầu vạn vật, trường tồn trong thiên địa. Quanh Một tia sét rơi vào nơi bóng dáng thần bí đang đứng, thiên đạo lại cảnh cáo. Bóng dáng thần bí trong sương mù ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ vẻ tức giận, giống như đang nói, ngươi còn dám động nữa ta liền chơi chết ngươi. Thiên đạo nổ vang, dần dần biến mất. Hừ Nam tử hừ lạnh, bất mãn nói còn không phải là đang giúp ngươi tiến hóa trưởng thành sao, đừng quấy rối nữa. Thiên đạo im lặng, giống như ngầm thừa nhận. Rốt cuộc nữ thần bên cạnh cũng ngộ ra. Tiên thiên đạo thể, thiên địa nhân, ta hiểu rồi. Nàng bừng tỉnh, mừng rỡ ngẩng đầu, không còn chút mê mang, hiển nhiên đã thật sự hiểu rõ đạo của mình. Nhưng vấn đề là phải làm như thế nào để, nhân, xuất hiện, sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới sao, chủng tộc trường tồn phù hợp với thiên đạo. Đa tạ đã chỉ điểm nữ thần cúi nhẹ cảm tạ. Nam tử xua xua tay, đừng vội cảm tạ, ngẫm lại xe ngươi muốn sáng tạo, nhân, như thế nào. Thuận theo thiên đạo, ta dùng cửu thiên tức nhưỡng làm thân. Nữ thần nói xong vung ra một đống tức nhưỡng. Nam tử nheo mắt lại, tung ra một cái đỉnh, dừng trước mặt nữ thần. Dùng nó đi. Nam tử nhẹ giọng nói. Thấy cái đỉnh trước mắt, nàng vui vẻ gật đầu, đa tạ. Nói xong, nàng đưa cửu thiên tức những vào trong đỉnh vừa mở ra mới phát hiện bên trong đã có vài loại tài liệu siêu cấp như tiên thiên căn nguyên còn có một ít tinh hoa thần ma thậm còn có căn nguyên thiên đạo a à, đạo hữu cần gì hao phí những thứ này nữ thần có chút kinh ngạc không thể hiểu nổi chỉ là sáng tạo nhưng thôi vì sao phải lãng phí nhiều thứ thế này bóng dáng thần bí chỉ cười mà không nói ý bảo nàng tiếp tục thấy đối phương cũng không để ý, nàng tự nhiên không cần nhiều lời nữa, nhanh chóng dung nhập cửu thiên tức nhưỡng vào, cầm lấy một cành sinh mệnh thụ khô, bắt đầu trộn. Nàng đang chơi buồn, đúng vậy, vị nữ thần này đang chơi buồn. Nhưng cũng không phải bùng bình thường mà là hỗn hợp cửu thiên tức nhưỡng, tiên thiên căn nguyên, căn nguyên thiên đạo, căn nguyên thần ma cùng các bảo vật đỉnh cấp. Quả thực là một loại bùng hiếm có, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, giống như muốn hóa thành một đám sinh linh. Đi. Nàng vung tay, bùng trong tiên đỉnh ồ ạt bay ra, hóa thành một đám tượng đất có hình dáng nhưng lại không hề có dao động sinh mệnh. Nàng đã thất bại. Nữ thần sửng sốt, không rõ vì sao lại thất bại. Bóng dáng thần bí nhìn mà câm nín, ánh mắt đảo qua một đám tượng đất, thật cay mắt nha, một đám tượng trông rất hoàn mỹ. Toàn bộ đều không phân nam nữ, bất nam bất nữ, hoàn toàn không phải, nhưng thuận theo thiên đạo vì sao chứ? Nàng cảm thấy mờ mịt. Bóng dáng thần bí không nhịn được, nhẹ giọng nhắc nhở, đạo có âm dương, vũ trụ vạn vật phân âm dương, nhân, tự nhiên không ngoại lệ. Nhân cũng có âm dương, nữ thuần âm, như ngươi, nam thuần dương, tựa như ta, âm dương kết hợp, không ngừng sinh sôi mới có thể trường tồn mãi mãi, được tạo hóa của thiên địa, đó mới thật sự là nhân. Nữ thần nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên bừng tỉnh một đám tượng đất mình tạo ra hoàn toàn không có phù hợp tiêu chuẩn của thiên đạo người muốn sáng tạo một chủng tộc như long tộc phượng tộc kỳ lân tộc một tộc ra đời thuận ý thiên đạo thì nhất định phải phù hợp với thiên đạo nhân phân nam nữ phân âm dương nàng lẩm bẩm vung cành sinh mệnh thụ trong tay căn nguyên sinh mệnh rơi vào đám tượng đất một nửa tượng đất bỗng nhiên biến đổi dáng vẻ trở nên lả lướt thước tha mềm mại làm xong rồi nàng dừng lại nhìn bóng dáng thần bí đột nhiên nói một nửa kia do ngươi sáng tạo đi dù sao ngươi hiểu hơn ta bóng dáng thần bí không biết nên nói gì hắn tự nhiên hiểu nam nhân bởi vì hắn chính là nam nhân bóng dáng thần bí suy nghĩ một chút rồi phất tay vung ra căn nguyên chi lực rót vào một nửa tượng đất còn lại tượng đất cũng dần dần biến đổi thân hình cứng cỏi tràn đầy sức mạnh trên người mọc ra thứ nam nhân nên có thiên đạo tại thượng Ta là oa hoàng, sáng tạo nhân tộc, bù đắp tam tài, thiên địa nhân. Ông. Trong phút chốc, mấy vạn tượng đất đồng thời sáng lên, một hơi thở cường đại xông thẳng vòng trời, xé rách hư không, thiên đạo chấn động. Có vẻ thiên đạo đang rất kích động, chúc mừng một chủng tộc vĩ đại ra đời. Cuối cùng thiên địa nhân đã hoàn chỉnh. Thiên đạo giáng xuống trăng nguyên bàn bạc, huyền hoàng chi khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, kinh động khắp nơi, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đáng tiếc, không biết vì sao mà Thiên đạo ngăn cách tất cả sự dò xét, không kẻ nào biết đã xảy ra chuyện gì. Chúc mừng Hoa Hoàng đạo hữu thành đạo. Bóng dáng thần bí cười nói, chúc mừng. Nữ thần đắm chìm trong căn nguyên, không ngừng hấp thu căn nguyên Thiên đạo, công đức hóa thành công đức chi luân lơ lửng sau đầu. Nàng chính là Hoa Hoàng, Hoa là tên, Hoàng chỉ sự tôn quý vô thượng, giống như Thiên đế, Đông hoàng, Yêu hoàng. Hơi thở Hoa Hoàng tăng cao, toàn thân tàn ra uy áp bàn bạc, thực lực sớm đã vượt qua đế tuấn, cổ Phật cùng các tiên thiên thần ma. Qua hoàng bái tại đạo hữu chỉ điểm. Sau khi đột phá, qua hoàng nhì về phía bóng dáng thần bí ở trong sương mù, không nhìn thấy dáng vẻ nhưng lại có thể cảm nhận được một hơi thở cường đại, thần bí khó lường. Nàng bái tạ vì đối phương đã chỉ điểm mình thành đạo, có thể nói là có ơn thành đạo. Không cần cảm tạ ta, đây là tạo hóa của ngươi, ngươi đắc đạo, ngược lại là ta đoạt một phần công lao của ngươi. Bóng dáng thần bí cười cười, vừa rồi hắn đạt được một phần căn nguyên thiên đạo cùng công đức, tuy rằng không nhiều như đối phương nhưng cũng không ít nha. Chỉ chút căn nguyên sao có thể sánh với chuyện đạo hữu chỉ điểm ta thành đạo. Hoa hoàng quả quyết không chấp nhận cách nói này. Sao có thể dùng một chút căn nguyên để đền đáp ơn thành đạo, tuyệt đối không được. Nhưng làm như thế nào để cảm kích vị cường giả thần bí, thực lực khó lường này đây? bái kiến hoa hoàng thánh mẫu, thiên phụ. Lúc này, mấy vạn tên thiên nhân tộc đồng thời lễ bái hoa hoàng cùng bóng dáng, trên mặt bọn họ tràn ngập sự vui sướng. Hoa hoàng thì không có gì, nhưng bóng dáng thần bí vừa nghe liền hết chỗ nói rồi, vốn dĩ muốn rời đi vào lúc qua hoàng thành đạo. Không nghĩ tới hoa hoàng lại giam cầm không gian, khiến hắn không thể rời đi, giờ bị đám tiên thiên nhân tộc lễ bái, hô một tiếng thiên phụ. Hai vị sáng tạo nên tiên thiên nhân tộc, một vị chính là oa hoàng thánh mẫu, một vị chính là thiên phụ. Thế nào là thiên phụ, tổ phụ của nhân tộc, tồn tại tối cao trong trời đất, được xưng là thiên phụ. Ngươi là thiên đế. Ánh mắt oa hoàng sáng lên, bỗng nhiên hiểu ra. Không sai, trừ thiên đế thì trong vũ trụ còn có ai có năng lực khiến nàng không nhìn thấu, chỉ có vị thiên đế vô thượng sáng lập thiên giới, sáng lập thiên đình kia thôi. Tiên thiên nhân tộc vừa xuất thế, trong ý thức liền có thiên đạo dẫn dắt, biết thân phận hai tồn tại sáng tạo ra bọn họ. Có thể được xưng là thiên phụ, chỉ có mình thiên đế. Ngươi nhận sai rồi. Nam tử lạnh nhạt phủ định, rồi xoay người chợt lóe biến mất khỏi chỗ này. Chỉ để lại mình qua hoàng ngơ ngác xuất thần, ánh mắt tràn ngập sự quái dị. Qua hoàng ta nay đã thành đạo, gia nhập thiên đình, lập qua hoàng cung, xưng là nhân tộc chi mẫu. Quanh! Vừa dứt lời, vòng trời vang tiếng gầm rú, thiên đạo ngưng tụ ra một tòa thần điện khổng lồ rơi vào thiên giới, hoa hoàng cung rơi vào thiên đình. chuyện này tức khắc kinh động toàn bộ thiên đình, vô số thành viên biến sắc, cảm thụ được áp bách cường đại đến từ hoa hoàng, nội tâm chấn động không thôi. hoa hoàng, một vị tiên thiên thần ma thần bí đã gia nhập thiên đình. hoa hoàng, trong lăng tiêu điện, giao trì kiếp sợ nhìn hoa hoàng cung rơi xuống nàng cảm nhận được hơi thở cường đại, tràn ngập áp bách kia, hiển nhiên là một thần ma thành đạo vô cùng khủng bố. Nàng không nghĩ tới là oa hoàng lại trực tiếp gia nhập thiên đình, tương đương với trở thành một phần tử của thiên đình. Hoa hoàng là một nữ thần thần bí khó lường, rất ít xuất hiện nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền trực tiếp thành đạo, khiến vô số thần ma chấn động. Cung nên hoa hoàng Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên đình đồng thời xá một cái, bao gồm cả giao trì đều tôn kính hành lễ. Tử vi, chân võ, câu trần, hậu thổ cung kính cuối người hành lễ với hoa hoàng. Vẻ mặt giao trì phức tạp, đột nhiên xuất hiện một vị nữ thần vượt xa nàng khiến nàng cảm thấy có chút áp lực, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Hoa hoàng thành đạo, thực lực rất cường đại, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép toàn bộ thiên đình. Đương nhiên ngoại trừ thiên đế đang bế quan, không có vị nào là đối thủ của hoa hoàng, thực lực của nàng đã đến đỉnh phong vũ trụ. Sao nàng lại chạy tới thiên đình rồi? Lúc này, ở chỗ sâu trong thiên đế cung có một bóng dáng ngồi xếp bằng trong sương mù hỗn độn, yên lặng chú ý qua hoàng cung từ trên trời giáng xuống. Cung này do thiên đạo hiển hóa ra, thể hiện sự tôn quý. Ông. Toàn bộ thiên giới đều chấn động, vô số quy tắc đang xen tạo thành một con đường lớn để qua hoàng tiến vào thiên đình. Qua hoàng chậm rãi đi tới tường hòa chi khí trải dài chín vạn dặm, thiên địa yên bình làm vạn vật say mê. Ở Đông Thiên Yêu Đình, sắc mặt đế tuấn âm trầm. Hắn trừng mắt nhìn một nam tử có thân dưới như rắn, hừ nói, Phục Hy, không phải ngươi nói sẽ khuyên bảo muội muội gia nhập yêu tộc sao? Vì sao bây giờ nàng lại vào thiên đình, ngươi trêu đùa bổn hoàng? Đế tuấn nổi giận đùng đùng, sát ý tràn ra. Nam tử thân rắn tên Phục Hy, là huynh trưởng của nữ hoa, Hắn nghe đế tuấn nói xong thì mặt lộ vẻ chua xót. Hắn nói, yêu hoàng, ta thật sự không nói dối, trước khi tới ta cũng đã thương lượng rồi, không nghĩ tới muội muội thành đạo, còn gia nhập thiên đình. Trong lòng Phục Hy có chút vui sướng, muội muội thành đạo rồi, là chuyện đáng mừng. Chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, cảm thấy khó hiểu, vì sao nữ hoa tiến vào thiên đình mà không tới chỗ hắn. Hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, nói, Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải khiến muội muội ngươi gia nhập yêu tộc. Thiên đế âm hiểm xảo trá, háo sắc thành tính, muội muội ngươi ở thiên đình sẽ không kết cục tốt. Hắn trực tiếp bôi nhọ thiên đế. Nếu một phàm mà biết chắc chắn sẽ băm hắn thành vạn mảnh. Đến bây giờ một phàm vẫn còn thân đồng tử, chưa từng chạm qua một nữ nhân, vậy mà dám nói hắn háo sắc, cũng chỉ có gia hỏa khốn nạn này mới dám nói. Không có biện pháp nào khác đế tuấn cực kỳ hận thiên đế, cho nên bôi đen một chút cũng không có áp lực tâm lý. Phục Hy rối rắm, hắn biết rõ muội muội từ trước đến nay đều có chủ kiến, đã quyết định chuyện gì thì không có khả năng bởi vì chuyện khác mà thay đổi. Bao gồm cả ca ca này cũng không thể khiến nàng thay đổi được. Ai, Phục Hy thở dài, nói, ta sẽ tận lực. Trong lòng hắn có chút hối hận, không nên tới yêu đình, hiện tại tốt rồi, không có biện pháp thoát ly yêu tộc. Hắn vốn đã thương lượng với nữ hoa sẽ cùng nhau tiến vào yêu đình hoặc là thiên đình, lựa chọn một bên để tìm kiếm đại đạo. Phục Hy có khuynh hướng yêu tộc hơn, dù sao thiên đế rất thần bí, dù hắn đo lường tính toán như thế nào cũng không có kết quả, một mảnh sương mù. Điều này làm hắn kiên kỵ thiên đế, không muốn tới thiên đình nên mới tới yêu đình, kết quả vừa tới đã bị đế tuấn giữ lại. Hiện tại oa hoàng vào thiên đình làm Phục Hy có chút khổ sở. Lúc này, trong thiên đế cung, một phàm yên lặng nhìn qua hoàng đang đi tới, có chút bất đắc dĩ. Người mới vừa sáng tạo nhân tộc liền chạy tới thiên đình, không phải nên dưỡng dục, giáo hóa nhân tộc sao? Một phàm tâm nín nhìn vào hoa hoàng đi vào hoa hoàng cung, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sau khi vị nữ thần này sáng tạo nhân tộc liền trực tiếp vào thiên giới, để một đám tiên thiên nhân tộc bơ vơ ở nơi đó. Ngươi là nhân tộc chi mẫu nha, sao có thể bỏ mặt con của mình như vậy? thôi, vẫn do ta làm đi, sinh mà không dạy là lỗi của người làm cha, ai kêu bọn họ gọi ta là thiên phụ chứ. Một phàm thầm mắng bản thân ưa làm điều thừa. Trong lúc vô tình nhìn thấy hoa hoàng, cảm giác nàng muốn ngộ đạo, mới lặng yên chỉ điểm một chút, sáng tạo nhân tộc. Kết quả rất tốt nhưng sau khi hoa hoàng sáng tạo nhân tộc liền mặc kệ. Hình như nàng không ý thức được tiên thiên nhân tộc mà mình sáng tạo không có cách nào sinh tồn trong vũ trụ sơ khai tràn ngập nguy cơ này bởi vì nhân tộc vô cùng yếu ớt, chỉ cần một hung thú nho nhỏ cũng có thể diệt sạch bọn họ. Hơn nữa nhân tộc vừa ra đời không có kỹ năng sinh tồn, vẻ mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì. Vù Ngay sau đó, bóng dáng một phàm nhán lên, tạo ra một phân thân đến dưới chân trụ trời. Hắn nhìn một đám tiên thiên nhân tộc đang mê mang. Nhân tộc hiện tại cũng thuộc nhóm tiên thiên sinh linh. Nhưng bọn hắn còn nhỏ yếu, Giống như trẻ con vừa mới sinh ra, không có cha mẹ cho ăn, căn bản không cách nào trưởng thành. Ngươi quả nhiên là thiên đế. Lúc này, Hoa Hoàng trong Hoa Hoàng cung bỗng nhiên trợn mắt nhìn về phía bóng dáng lặng yên xuất hiện dưới trụ trời, trên mặt nở nụ cười. Thật ra là nàng cố ý mặc kệ tiên thiên nhân tộc, mục đích chính là xem xem vị cường giả thần bí kia có đúng là thiên đế như mình suy đoán. Quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng bí ẩn đi ra Thiên Đế cung, Đúng là bóng dáng thần bí trước đó. Thiên phụ. Tiên Thiên nhân tộc vừa ra đời vốn mang vẻ mặt vui sướng, nhưng khi thấy oa hoàng thánh mẫu biến mất, cũng không thấy thiên phụ, trong lúc nhất thời mờ mịt không biết phải làm sao. Hiện tại vừa thấy một phàm xuất hiện, tất cả nhân tộc vui sướng, đồng thời quỳ xuống. Giống như là hài tử thấy phụ thân, tâm thần vốn đang hoảng loạn, mê mang lập tức yên ổn. Một phàm nhìn mấy vạn tiên thiên nhân tộc trước mắt, tựa như một đám trẻ con mới sinh, không biết gì cả. Bọn họ còn trần truồng, một phàm nhìn mà cây mắt, bất đắc dĩ phất tay tung ra tiên quang, vô số lá cây hội tụ đến, bao vây trên người bọn họ, hóa thành dạng quần áo đơn sơ nhất che đậy thân thể. Nhìn thấy cảnh này, tất cả nhân tộc ngạc nhiên quan sát lá cây trên người, đều lộ vẻ vui sướng. Không phải một phàm không muốn cho bọn họ mặc tốt, hắn muốn tự bọn họ sáng tạo ra đồ vật mà nhân tộc cần, như vậy mới có ý nghĩa. Nếu thứ gì cũng do hắn tạo ra thì nhân tộc còn có tương lai huy hoàng cái rắm. Đi thôi, ta ở đây quan sát các ngươi, đói thì ăn, lạnh thì mặc, khát thì uống. Một phàm mở miệng nói, truyền thụ cách nhân tộc cho tiên thiên nhân tộc những thứ cơ bản nhất, đói bụng nhất định phải ăn thứ gì đó, lạnh phải mặc, khát phải uống nước. Đương nhiên, ăn như thế nào, ăn thứ gì, cần bọn họ tự tìm tòi. Còn mặc, chế tạo trang phục như thế nào, làm sao tìm kiếm nguồn nước, cái gì có thể ăn, cái gì có thể uống đều do bọn họ tự tìm kiếm lấy. Một phàm chỉ có thể ở bên cạnh chỉ điểm, trong chừng như cha mẹ nhìn hài tử từng bước trưởng thành, độc lập. Khi bọn họ chưa trưởng thành, chưa hoàn toàn độc lập thì cần được bảo hộ. Theo một phàm chỉ điểm, trong tiên thiên nhân tộc có vài tên thông minh hiểu ra, bắt đầu mưu cầu phát triển bọn họ tìm kiếm một số hang động dưới chân núi để chui vào ở. Ngay từ đầu, bọn họ còn không hiểu đói là thế nào, nhưng theo thời gian trôi qua, có một tên đói đến trợn mắt ngất đi, rốt cuộc bọn họ ý thức được cần phải ăn gì đó. Nhưng có thể ăn thứ gì, bốn phía có các cây đầy quả, có người hái ăn thử ăn. Đã tìm được thức ăn, cũng có người nhanh chóng tìm được nguồn nước, có thể uống nước suối, nguồn nước giàu có linh khí. Cứ như vậy, tiên thiên nhân tộc học từng bước sinh tồn, học được một ít kỹ năng sinh tồn đơn giản. Ăn uống tiêu tiểu, rốt cuộc tuần hoàng hoàng mỹ. Mà nam nữ đúng lúc có đôi có cặp, bắt đầu sinh sản, nhân tộc muốn phát triển thì không thể thiếu quá trình sinh sản. Thời gian trôi qua, một phàm vẫn ngồi trên núi, không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn nhân tộc sinh tồn phát triển, chưa từng nhúng tay. Thiên phụ Hôm nay, một vị nam tử tiên thiên nhân tộc đi lên núi, cẩn thận dùng lá cây bọc một đống quả dại mang theo hắn thấp thỏm nhìn một phàm dân quả dại lên đưa tới trước mặt vị thiên phụ này hài tử ngươi tên gì nhìn nam tử trước mắt tên này có thân thể rất cường tráng có tiên thiên trang nguyên bổ trợ sức lực dần dần tăng trưởng đã là kẻ xuất sắc trong nhóm hắn mờ mịt nhìn thiên phụ không rõ tên là thứ gì một phàm không nói gì nhìn bộ dạng mờ mịt thấp thỏm của hắn nở nụ cười thiên phụ. Hắn dân quả dại, vẻ mặt tràn ngập mong đợi nhìn một phàm. Một phàm cầm lấy một quả, cắn một ngụm, có vị ngọt thanh. Đi thôi, dẫn dắt tộc nhân sinh tồn thật tốt, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt tộc nhân phát triển. Một phàm xua xua tay, bảo hắn đi xuống. Tên nam tử tiên thiên nhân tộc này đi xuống, sau khi trở về liền suy tư lời một phàm nói, ánh mắt lập lòe tia sáng. Lời thiên phụ vang vọng bên tai, dẫn dắt tộc nhân hướng tới sinh hoạt tốt đẹp hơn vào một ngày hắn bỗng nhiên nhớ tới cảnh hoa hoàng thánh mẫu thăng thiên thấy được vô số cung điện trên thiên giới trong đầu xuất hiện một ý nghĩ nhìn lại nơi tộc nhân đang ở hắn bỗng nhiên có ý muốn xây dựng một thứ để tộc nhân vào ở hắn cầm lấy rìu đá chặt cây cây cối xung quanh giống như có vận mệnh chỉ dẫn khiến hắn không ngừng thăm dò dựa theo hình tượng thiên cung trong ký ức hắn dựng ra phòng ốc đầu tiên của nhân tộc một gian nhà tranh đúng vậy gian nhà tranh đầu tiên của nhân tộc ra đời trong thời kỳ vũ trụ sơ khai quanh cùng lúc đó thiên đạo hơi chấn động một cột sáng rơi xuống dung nhập vào nam nhân nhân tộc này khiến hơi thở của hắn gia tăng mẹ nó vậy mà làm ra sao cư một phàm trừng mắt có vẻ bất ngờ hắn nhìn nam tử nhân tộc rồi suy tư gí đột nhiên cười giơ ngón tay chọc nhẹ, rất tốt, từ nay về sau ngươi tên hữu sào. Ông Thiên đạo sôi trào, thủy tổ đời thứ nhất của tiên thiên nhân tộc, hữu sào, đã ra đời. Sách hàng phi tử, ngũ đế có viết, thời thượng cổ người ít mà cầm thú thì nhiều, người không thắng nổi cầm thú, sâu bọ, trắng rết, có thánh nhân lấy cây làm tổ để giúp loài người tránh bị hại, vì vậy nhân dân nhắc đến tôn làm vua thiên hạ, lấy hiệu là hữu sào thị. Sau, Ông còn dạy dân đốn gỗ làm vàng cất giác, lập nhà, thế cho hang lỗ. Con người bấy giờ không phải ăn chung ở lộn với các loại cầm thú. Hửu Sào dựng nên nhà tranh đầu tiên, được thiên đạo ban thưởng công đức. Ngay sau đó hơi của hắn tăng lên, trực tiếp trở thành tiên thần, trở thành vị tiên thần đầu tiên của nhân tộc. Bái tạ thiên phụ. Hửu Sào kích động lễ bái, một phàm vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tựa như một pho tượng, tản ra một hơi thở bất hủ. Một đám nhân tộc sôi nổi lễ bái thiên phụ dưới sự dẫn dắt của Hữu Sào, sau đó hắn mới xuất lĩnh tộc nhân bắt đầu chặt cây cây cối, xây dựng từng ngôi nhà tranh. Bộ lạc quần cư đầu tiên đã hình thành. Hữu Sào được đề cử làm lãnh đạo nhân tộc, dẫn dắt tộc nhân bắt đầu phát triển bộ lạc. Hữu Sào sáng tạo ra nhà tranh, thành lập quần thể bộ lạc tiên thiên nhân tộc đầu tiên, công đức vô lượng nha. Một phàm lầm bầm lầu bầu, yên lặng quan sát tiên thiên nhân tộc sinh hoạt phát triển. Dưới sự dẫn dắt của hữu sào, bộ lạc đầu tiên sinh sôi nảy nở, nhân tộc đời thứ hai ra đời. Nhân tộc thế hệ đầu tiên được một phàm cố ý truyền thụ cách tu luyện. Hắn truyền thụ đạo pháp đơn giản nhất, luyện khí, luyện thể, chỉ có hai loại thô thiển nhất nhưng lại thích hợp với tiên thiên nhân tộc nhất. Quả nhiên, theo nhân tộc phát triển tu luyện, trong số nhân tộc thế hệ đầu có một đám tu luyện thành công, có tên luyện khí thành tiên. Có tên luyện thể thành thần, sức lực vô cùng lớn, ở trong núi ẩu đả với mảnh thú, săn giết tiên thiên hung vật, từng bước trưởng thành. Từng thế hệ nối tiếp nhau ra đời, bộ tộc hữu sào dần phát triển lớn mạnh, số lượng không ngừng gia tăng. Thế hệ tiên thiên nhân tộc đầu tiên có tuổi thọ dài lâu cộng với trải qua quá trình tu luyện, hoàn toàn khai phá tiên thiên căn nguyên trong cơ thể, một đường tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, nhiều cường giả nhân tộc xuất hiện. Hữu sào làm tộc trưởng ước chừng ngàn năm, bộ lạc từ mấy vạn nhân khẩu phát triển tới gần một ngàn vạn. Vào một ngày, hữu sào đột nhiên phát giác thiên phụ vẫn luôn ngồi trên đỉnh núi yên lặng quan sát bọn họ đột nhiên biến thành một tượng đá. Biến hóa này kinh động tất cả nhân tộc dưới chân núi. Hữu sào dẫn theo tinh anh nhân tộc lên núi, đi tới vách đá kia, nhìn thiên phụ hóa thành pho tượng mà lòng tràn ngập bi thương. Thiên phụ Một đám quỳ lạy, đau khổ trong lễ bái pho tượng, lòng không nở. Thiên phụ từ lúc bắt đầu đã ở đây chỉ dẫn bọn họ, truyền thụ cho bọn họ cách sinh tồn, phát triển, cách trở nên mạnh mẽ. Đối với nhân tộc mới ra đời mà nói, thiên phụ hoàn toàn xứng đáng là tín ngưỡng tối cao. Giống như là một phụ thân, nhìn hài tử từng bước trưởng thành, cuối cùng hoàn thành sứ mệnh. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, thế hệ nhân tộc ban đầu đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, nhân tộc bắt đầu sinh sôi nảy nở, không cần một phàm nhúng tay nữa. Nên để bọn họ tự lan bạc, một phàm trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại tượng đá hình thành qua ngàn năm. Kế tiếp, vì tưởng nhớ Thiên phụ, Hữu Sào dẫn theo đông đảo tộc nhân mở núi, khai thác đá, xây dựng một tòa điện đá thật lớn, gọi là Tổ miếu. Bên trong thờ phụng tượng đá Thiên phụ, còn có thêm tượng thánh mẫu, nơi này trở thành thánh địa nhân tộc, vô số tộc nhân thăm viếng, tế bái. Tất cả đều đã trưởng thành, con đường tương lai do các ngươi quyết định. Một phàm ở thiên giới yên lặng nhìn bộ lạc nhân tộc đã phát triển thời gian biến thiên, vừa đảo mắt, một vạn hai ngàn tám trăm năm qua đi. Vào một ngày, lòng hữu sào bỗng nhiên có cảm ứng, biết công đức của mình đã viên mãn, là thời điểm nên thoái vị. Hữu sào bắt đầu thường xuyên tuần tra bộ lạc, tìm kiếm một người cường đại, có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt bộ lạc. Hắn thật sự tìm được một thanh niên phù hợp. Đó là một thanh niên trong một bộ lạc nhỏ, là thiếu tộc trưởng, tên Toại. Vì sao nói hắn phù hợp, bởi vì hữu sào ngạc nhiên phát hiện toại lấy mồi lửa từ cây cối bị thiên lôi đánh cháy mang về. Dùng nó cải thiện sinh hoạt của bộ lạc nhân tộc, sưởi ấm, nướng thịt, đưa nhân tộc thoát khỏi cảnh ăn tươi nuốt sống, bước vào thời đại hoàn toàn mới. Lửa đại biểu cho một loại truyền thừa, có thể mang đến ánh sáng cùng hy vọng. Cho nên hữu sào quyết định truyền vị cho toại Thiên phụ thánh mẫu tại thượng hữu sào tại vị một vạn hai ngàn một trăm ba mươi năm, dẫn dắt tộc nhân phát triển, nay công đức viên mãn truyền ngôi cho toại lui vào thánh địa phụng dưỡng thiên phụ thánh mẫu nói xong thân thể hữu sào phát sáng chậm rãi bay lên tiến vào tổ miếu toại dẫn dắt nhân tộc bước vào một kỷ nguyên mới biết dùng lửa thoát khỏi cảnh bệnh tật do trời đông giá rét cùng thức tươi sống mang đến quy vọng của toại được nâng cao từng bước tu vi cũng tăng theo hắn dẫn dắt tộc nhân khuếch trương lãnh địa khai sơn dựng nhà đốt lửa anh. hữu sào thoái vị toại kế vị thiên đạo cảm ứng rót một lượng căn nguyên khổng lồ vào thiên đình lượng căn nguyên lớn nhất rơi vào trong thân thể thiên đế một phàm còn lại rơi vào oa hoàng cung không tệ không uổng công dạy dỗ bọn họ một phàm nở nụ cười lượng căn nguyên thiên đạo rủ xuống lần này cực kỳ khổng lồ hữu sào đã hoàn thành sứ mệnh công đức viên mãn tự nhiên hồi báo cho hắn rất nhiều suy nghĩ chút rồi một phàm dơ một ngón tay điểm nhẹ, trong khoảnh khắc này, có một luồng sáng từ trời giáng xuống tổ miếu nhân tộc. Ông! Hữu sào đang tìm tu bổng chấn động, đột nhiên mở hai mắt, thấy thiên phụ tượng đá đột nhiên sống lại. Hữu sào, vì nhân tộc dựng nhà tranh, thành lập bộ lạc, công đức vô lượng, ban danh hào, sào hoàng. Giọng thiên đế truyền đến, lập tức được thiên đạo định danh, hữu sào được khoác thêm một bộ hoàng bào, hơi thở gia tăng không ít bái tạ thiên th thánh mẫu hữu sào kích động lễ bái thiên phụ không có quên bọn họ vẫn yên lặng chú ý bọn họ ban thưởng xong rồi một phàm thu hồi ý niệm tu vi của hữu sào đã bước vào cấp hắc động chỉ cần nhân tộc không ngừng phát triển lớn mạnh tu vi của hắn sẽ không ngừng tăng lên bước vào cấp giới chủ thậm chí cấp thiên chủ cũng không có vấn đề gì hơn nữa hắn mang đến cho một phàm lợi ích rất lớn chỉ cần có tín ngưỡng đến từ nhân tộc khí vận sẽ được tăng thêm, còn có công đức, căn nguyên thiên đạo, số lượng cũng rất khả quan. Điều này làm một phàm suy nghĩ thêm, có lẽ còn có thể đề cao trình độ tu luyện, phát triển của nhân tộc, như vậy thì nhân tộc càng cường đại hắn lại đạt được càng nhiều. Hắn lặng yên vung một đám hạt giống tản ra tiên quang, phân tán trong nhân tộc. Đây là muốn thu nạp lực lượng nhân tộc, nhân tộc phi thăng thành tiên sẽ tiến vào thiên đình, trở thành một phần tử của thiên đình. Kể từ đó, Thiên đình sẽ liên tục có tiên nhân phi thăng gia nhập, càng ngày càng cường đại. Tốc độ sinh sôi cùng tu luyện của nhân tộc khá nhanh, số lượng tiên nhân sẽ rất khổng lồ. Trải qua một vạn năm, mười vạn năm, có thể nói số lượng tiên nhân sẽ rất khủng bố, thậm chí vượt qua cả yêu tộc. Chỉ cần có đủ tài nguyên, nhân tộc có thể sinh sản không chút hạn chế. Thám thoát đã qua một vạn năm ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc phát triển gấp trăm lần trước đó. Dù là bộ lạc hay tộc đàn, số lượng, chất lượng đều được đề cao rất nhiều. Nhưng bởi vì thiếu tài nguyên, số lượng nhân tộc không tăng thêm nhiều, hơn 2 vạn 8 ngàn năm vẫn ở khoảng 3.800 vạn dân. Đây là một cực hạn, vấn đề tài nguyên cộng thêm đối mặt với bi hiếp từ yêu ma, hung thú hoang dã. Một vạn 5 ngàn năm, thời gian ta tại vị đã viên mãn, là thời điểm lui về tổ miếu. Ở trung tâm bộ lạc có một nhà đá. Toại ngồi bên trong yên lặng nhìn về tổ miếu, bỗng nhiên cảm nhận được thời gian đã viên mãn. Như vận mệnh chú định, có một giọng nói báo cho hắn đã đến thời điểm thoái vị, nhường lại vị trí lãnh đạo bộ lạc, để tộc nhân tiếp theo đảm nhiệm vị trí này, tiếp tục dẫn dắt nhân tộc đi tới. Tới bước này, sự phát triển của nhân tộc đã tiến vào bình cảnh, cần phải có người mới dẫn dắt nhân tộc phá vỡ bình cảnh tiến vào một thời đại mới. Nhưng chuyện ai sẽ kế vị lại trở thành một vấn đề lớn. Hôm nay, Hoa Hoàng đang ở trong Hoa Hoàng cung đột nhiên cảm giác được gì đó, mở mắt nhìn thoáng qua nhân tộc. Nàng vừa nhìn liền ngây ngẩn. Nàng không nghĩ tới nhân tộc mà mình sáng tạo ra chỉ trong thời gian hơn hai vạn năm ngắn ngủi đã phát triển đến một độ cao đáng kinh ngạc như thế. Chỉ là một lần bế quan, vừa tỉnh lại liền phát hiện nhân tộc đã lớn mạnh, phát triển thành một tộc đàn trung đẳng trong vũ trụ sơ khai. Hữu sào, toại, thì ra là thế. Hoa Hoàng cảm ứng một chút liền nhận được điều mình muốn biết từ trong khí vận cuồn cuộn của nhân tộc, trong lòng chợt bừng tỉnh. Nàng lộ vẻ trầm tư nhìn về Thiên Đế cung, ánh mắt lóe sáng. "Thiên Đế, ngươi đã chọn lãnh đạo nhân tộc đời kế tiếp chưa?" Hoa Hoàng truyền âm dò hỏi Thiên Đế một câu. Một phàm đang bế quan mở hai mắt, kinh ngạc nhìn về Hoa Hoàng cung rồi nhìn về bộ lạc nhân tộc, lập tức hiểu chuyện gì. Hoa Hoàng có dự tính nha. Hắn suy tư chút rồi đáp lại một câu, "Đời này do ngươi quyết định đi, cần phải là kẻ có cống hiến lớn cho nhân tộc mới được, nếu không thì thiên đạo không cho phép." Nói là thiên đạo nhưng thật ra chính là hắn, thiên đế, thiên phụ không cho phép thì quyết định thế nào cũng bằng không. "Đã hiểu." Hoa hoàng dịu dàng cười, "Thiên đế đáp ứng liền tốt." Nàng vốn nghĩ rằng thiên đế sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại cũng không có ngăn cản, hiển nhiên do nàng cũng là một người sáng tạo ra nhân tộc. Hoa Hoàng. Với thân phận này, nàng muốn chọn lãnh đạo đời sau cho nhân tộc hoàn toàn không có vấn đề. Vù. Chỉ thấy bóng dáng Hoa Hoàng nhán lên, biến mất khỏi Hoa Hoàng cung, khi xuất đã đi tới một vùng hư không, lặng yên chờ đợi. Một bóng dáng lặng yên hiện lên, hình thái là nửa thân rắn như Hoa Hoàng nhưng là nam tử. Người này đúng là huynh trưởng của Hoa Hoàng, Phục Hy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.